Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2020, là ngày pin của mẹ tròn 13 tuổi. Mẹ muốn làm video này để gửi tặng đến con trai của mẹ. Đây là những à, tiếng đàn đầu tiên khi mà con học đàn ở Việt Nam cách đây chắc cũng khoảng à, 6 7 năm gì đó. Mẹ chúc cho con trai của mẹ luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời, luôn cố gắng hết sức trong mọi việc nhé con trai Mẹ chúc cho ước mơ của con trai được vào đội tuyển bóng rổ của Mỹ thành hiện thực nha con Mẹ sẽ luôn bên con, bên những ước mơ, những hoài bão, những khát vọng của con Những lúc con thành công cũng như thất bại, hãy nhớ rằng mẹ luôn bên cạnh con Bây giờ thì mẹ Nga xin mời ông bà, cô chú bác và các bạn thưởng thức những cái tiếng đàn gọi là đầu tiên của pin khi mà pin học đàn nhé cho Biên nghe là cơ duyên Biên đến làm con của mẹ như thế nào Và mẹ con ta đã trải qua những giây phút bên nhau ra làm sao con nhé Mẹ cố gắng sắp xếp những hình ảnh theo thứ tự thời gian Nhưng mà mẹ đã làm một cách tương đối thôi Chứ mẹ không thể nào sắp xếp theo một trật tự thời gian được bởi vì hình ảnh quá lung tung mà mẹ lại là thật sự mà nói là mẹ không có thời gian bởi vì cô vi mà đã một năm rồi mẹ con ta không có gặp nhau mẹ nhớ hè năm ngoái khi mà bin qua canada với mẹ mẹ con ta có những khoảnh khắc rất là vui vẻ bên nhau và mẹ mong chờ cái sự vui vẻ đó trở lại vào mùa hè năm 2020 nhưng nó không được xảy ra bởi vì cô Vi mẹ luôn nghĩ về con trai của mẹ nhớ con rất là nhiều thật lòng mà nói là pin là đứa con trai ngoài mong đợi bởi vì mẹ không có ý định sinh thêm con nữa sau khi mẹ sinh ra chị na nhưng mà khi mẹ có pin rồi vì một số lý do mẹ định không giữ pin lại nhưng có lẽ là duyên nợ của mẹ con mình quá lớn nên mẹ đã quyết định giữ lại pin mẹ còn nhớ lúc mẹ sinh ra pin là mẹ sanh mổ nhưng mà mẹ là gây tê thành ra là mẹ biết hết đó mẹ nhớ là khi mà con vừa lọt khỏi bụng mẹ các bác sĩ đưa con đến cho mẹ nhìn lúc đó con vẫn còn gọi là nhơ còn dơ lắm bác sĩ chưa có tắm rửa gì cho con hết khi mà nhìn thấy con mẹ khóc và đến bây giờ mẹ cũng không giải thích được là tại sao mẹ khóc đôi khi mẹ tự hỏi mẹ khóc có phải là do ngay từ khi biết con tượng hình trong bụng mẹ mẹ định bỏ con rồi nhưng mà cuối cùng mẹ đã quyết định giữ con và khi nhìn thấy con chào đời mẹ khóc hay không cái đó là mẹ tự hỏi bản thân mẹ nhưng mẹ vẫn chưa có câu trả lời nhưng dù gì đi nữa thì mẹ con mình cũng là mẹ con 13 năm rồi đúng không con trai ngẫm lại từ lúc biên tượng hình trong bụng mẹ cho đến bây giờ có nhiều điều rất là hay để mẹ kể cho con nghe khi mà mẹ mang bầu con á là mẹ không có biết lúc đó là mẹ đang đi học nấu món bún cá để chuẩn bị mở nhà hàng mà con biết rồi có thể là sự sắp đặt của chúa nếu như mẹ biết mẹ mang thai mẹ sẽ không nghỉ làm công ty để mà ra lập nghiệp kinh doanh riêng nhưng mà mẹ vừa xin nghỉ làm công ty xong mẹ đi học nghề nấu bún cá chuẩn bị mở nhà hàng thì mẹ phát hiện là mẹ mang bầu con và à, sau này con lớn con sẽ hiểu rằng một người phụ nữ khi mà mang bầu họ làm việc quá sức đó thì họ có thể là ngất xỉu bất cứ lúc nào và con có biết không lúc mà mẹ mang thai con mẹ đã ngất xỉu hai lần trong siêu thị khi mà mẹ đi mua đồ cho nhà hàng mẹ biết tại vì nhà hàng mới thành lập cái gì cũng vậy khi mình mới bắt đầu kinh doanh mình phải nỗ lực rất là nhiều. Và bản thân mẹ chưa có kinh nghiệm để kinh doanh nhà hàng nhưng mẹ đã nỗ lực hết sức mà trong lúc mang thai con mẹ đã ngất xỉu hai lần tại siêu thị khi mà mẹ nhớ. Mẹ đi mua đồ ra mẹ đứng tính tiền và mẹ cảm thấy mẹ chóng mặt, mẹ nói với cái cô ở quầy chăm sóc khách hàng đó mẹ nói à, chị ơi sao em khó chịu quá mà người ta cứ lơ mẹ đi và mẹ nhớ là mẹ ngã xuống mẹ xỉu một cái ạ thì mẹ cũng mẹ, mẹ xỉu nhưng mà mẹ 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 không có, 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 có giống như tay chân mẹ rất là, là yếu lúc đó nhưng mà cái đầu mẹ vẫn còn tỉnh mẹ nhớ là người ta đỡ mẹ lên ghế ngồi khoảng vài phút sau thì mẹ tỉnh lại mẹ mới gọi điện cho một um, chú nhân viên ở nhà hàng và chú đó tới siêu thị cô mát ở đường cống quỳnh đó chở mẹ về khi mà mẹ mang bầu pin á mẹ hay mặc đầm bầu lắm mà ngay cái thời điểm mà nhà hàng mới khai trương nữa sáng nào cũng vậy mẹ để chị Na ngồi phía sau, mẹ đeo cái nai cái đai cho chị Na, rồi phía trước là mẹ chở đầy đồ thực phẩm rau củ quả qua khỏi cái cái gọi là cái cổ xe uh, Honda luôn để mà đem đồ ra nhà hàng rồi xong đưa chị Na đi học. Có thể nói con vất vả từ trong bụng mẹ, khi mà mẹ sinh con ra chỉ mới một ngày trong cái phòng hồi sức mà mẹ ra được phòng thường mẹ nằm á là các cô chú ở nhà hàng là mỗi ngày tới bệnh viện để mà báo cáo công việc của nhà hàng cho mẹ có nghĩa là sinh con ra được một ngày là mẹ đã bắt đầu làm việc mà con được may mắn hơn chị Na đó là mẹ không có kiên cử trong cái vấn đề ăn uống cho nên là con được bú sữa mẹ rất là nhiều coi như là sữa mẹ là dư cho con bú luôn và chỉ được 3 tuần thôi thì mẹ đã bắt đầu đi ra nhà hàng để làm việc Tuy nhiên mặc dù mẹ đi ra nhà hàng để làm việc Mỗi sáng mẹ điều nặng sữa để tủ lạnh Để ở nhà cho cô giúp việc cho con bú Nhưng mà việc không cho con bú thường xuyên như vậy Thì mẹ cũng bị tắt sữa sớm Nhưng mà cũng may mắn là pin của mẹ cũng bụ bẩm Mẹ cũng hay nói đùa là không biết là cái số của pin sao đó Loại là lận đận từ trong bụng mẹ Bởi vì con sanh ra vào ngày 4 tháng 7 Có nghĩa là ngay thời điểm hè không giống như chị Na sinh ngày 13 tháng 3 thì đến sinh nhật năm nào của chị Na mẹ cũng đều đem bánh kem vô trường để chị Na tổ chức sinh nhật với bạn còn con sinh nhật con vào ngày hè thành ra là con chưa bao giờ có được một cái sinh nhật đúng nghĩa tại vì bản thân mẹ thì không thích cái tổ chức sinh nhật trường rà ngày sinh nhật con thì thường gia đình mình hoặc là ba mẹ con mình đi ăn gọi là để mà mừng sinh nhật trong nội bộ thôi chứ mẹ không muốn tổ chức Rà. dù pin đứng về mặt xã hội người ta nhìn đó là con không đủ cha đủ mẹ nhưng mà nên nhớ rằng con có tới hai người mẹ yêu thương con và mẹ vui là cả con và chị na không cảm thấy điều đó là bất hạnh khi mà tụi con không đủ cha đủ mẹ tụi con sống với cha và mẹ mới với một cái hạnh phúc gia đình mới mẹ cảm thấy rất là vui cho tụi con mẹ cảm thấy là con rất là gọi là enjoy rất là hưởng thụ cuộc sống mới đứng về góc độ nào đó thì thấy là pin vất vả từ trong bụng mẹ nhưng mà nhìn ở thực tế cuộc sống hiện giờ của con á mẹ thấy con rất là sung sướng con là thuộc tiếp người vô tư ngày mai trời đất có sập có đổ thì cũng kệ con không có lo buồn lúc đầu thì mẹ cũng lo cho con lắm mẹ nói con vô tư quá thì không biết cuộc sống sau này của con như thế nào nhưng sau đó mẹ nghĩ lại thật ra là như vậy đó thì con mới sống vui vẻ mới sống sung sướng À, không biết có gọi là tinh dị đoan hay không tại vì mẹ mẹ không có chọn ngày để sinh con ra theo kiểu những người tinh dị đoan do bác sĩ thăm khám và yêu cầu mẹ phải sinh con ra vào ngày đó thì có một lần bạn của mẹ hỏi ngày tháng năm sinh giờ sinh gì của con đó thì con sinh vào con là tuổi là tuổi hợi sinh vào ngày hợi tháng hợi năm hợi mà cái giờ thì mẹ không biết là có hại hay không đó mọi người nói nếu mà cái giờ mà hại luôn nữa là cuộc đời con rất là sung sướng thì mẹ nghĩ sướng hay khổ là do tâm con cảm nhận mẹ chỉ thấy rằng đến thời điểm bây giờ con trai mẹ sống rất là vui vẻ rất là vô tư nói như thế thôi nhưng mà con cũng có những cái suy nghĩ những cái định hướng cho tương lai Mẹ còn nhớ cách đây 3 ngày con trai của mẹ hỏi mẹ ơi, nếu như con cố gắng luyện tập để vào đội tuyển bóng rổ của Mỹ thì mẹ có thể cho con xin nghỉ học ngang không? Giống như con đang học lớp 10 đó, con nghỉ ngang con không có học hết lớp 12 để mà đi theo cái nguyện vọng của con, đi theo cái sở thích của con là tham gia đội tuyển bóng rổ của Mỹ hay không? lúc đó có chị na bên cạnh nữa chị na mới nói với mẹ rằng mẹ pin đi theo đội tuyển đó là pin kiếm được nhiều tiền lắm đó mẹ thật sự mà nói với mẹ tiền là quan trọng tiền không mua được hạnh phúc nhưng mà không có tiền cũng khó hạnh phúc nhé con trai nhưng mà tiền phải làm từ mồ hôi nước mắt của mình thì mới là xứng đáng sau đó thì mẹ mới quay qua mẹ hỏi pin pin con muốn đi theo đội tuyển bóng rổ của, Việt, uh, của, của mỹ và muốn nghỉ học giữa chừng là bởi vì con đam mê con thích bóng rổ hay là tại vì con nghĩ cái nghề đó kiếm được nhiều tiền thì con trai mới trả lời với mẹ là do con đam mê con thích thì dĩ nhiên con trai của mẹ cũng biết rồi cái gì mà con đam mê con thích là mẹ luôn ủng hộ con và mẹ đã nói với con một câu rằng nếu như con thích thì con cứ làm đi nếu như con vào được đội tuyển bóng rổ của mỹ thì con cứ gọi là drop out nghỉ học giữa chừng mẹ cũng không quan trọng đối với mẹ học là cả đời nếu như một ngày nào đó con đã thành công trong đội tuyển bóng rổ rồi con muốn tiếp tục việc học thì lúc đó cũng không có muộn gọi là gà mẹ nuôi mẹ biết mẹ biết pin của mẹ là à, cập tính nhưng mà con lại thích nói ngọt mẹ biết làm cách nào để con nghe lời mẹ mẹ biết vì pin thương mẹ nên những gì mẹ nói pin đều nghe theo hết chẳng hạn như mẹ từng nói pin ơi con đi theo ngành it đi nha pin cũng dạ không hề cãi đợi không biết là đó là do sự trùng hợp ý của mẹ và ý của pin hay sao hay là do pin thương mẹ pin luôn làm theo ý mẹ muốn nhưng mà dù gì đi nữa là giữa mẹ con ta vẫn nói chuyện như hai chị em thì điều đó là cái điều hạnh phúc và may mắn của hai mẹ con mình đúng không pin pin ơi hôm nay mẹ chúc pin của mẹ sinh nhật thật là vui vẻ con nhé Hãy luôn nhớ rằng mẹ luôn bên cạnh con, luôn yêu thương cho con, hãy sống xứng đáng với cuộc đời và hãy làm một người đàn ông chân chính và đúng nghĩa xứng đáng là chỗ dựa cho người phụ nữ của con sau này con trai nhé. Happy birthday con trai của mẹ. Các bạn vừa nghe tâm sự của mẹ Nga gửi đến con trai Bin vào ngày sinh nhật 4 tháng 7 năm 2020 khi con trai Bin tròn 13 tuổi. Các bạn Hãy nhấn like và share để ủng hộ kênh YouTube của mẹ Nga nhé. Kênh YouTube của mẹ Nga là Ngọc Nga Lê cuộc sống Canada. Để theo dõi video mới của mẹ Nga, các bạn nhớ nhấn chuông, nhấn nút subscribe và cả nhấn nút đăng ký kênh nhé các bạn. Bây giờ thì hai mẹ con Nga và Vin xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nha.